Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Đây chính là đấng mà tôi đã nói rằng có người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì người vốn có trước tôi. Phần tôi trước tôi không biết người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và trước tôi không biết người, nhưng đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là đấng ban đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng người là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, ở bên nước Đức có một cái nhà thờ ở Verden mà người ta thấy trên mái có chạm trổ một con chim truyền lạ. Và câu chuyện của con chim ở trên mái nhà thờ đó, đó là có một anh công nhân đang làm trên mái nhà thờ thì dây thừng nó bị đứt, anh rơi xuống bên dưới, toàn là đá tảng xếp đầy những đống đá lớn. Thế nhưng mà không sao, ở chỗ là anh rơi xuống có một con chiên con nó gầm cổ rơi trúng con chiên, và rồi con chiên nó đã chết. Và anh coi như là nó chết thay cho mình. Và để biết ơn con chiên, anh chạm trổ con chiên bằng đá và cho đặt trên mái nhà thờ. Con chiên nó cứu mạng cho anh, là nó có biết đâu. Và cũng là con chiên nó cũng là một hình ảnh để cho chúng ta thấy rõ hơn trong bài phúc âm, khi mà Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Đối với người Do Thái, họ có cái tục lệ, đó là có ai phạm tội thì người đó đem một con chiên đến đền thờ, rồi người ta đặt tay trên đầu nó như là để cho nó gánh tội. Con chiên nó gọi là con chiên gánh tội đó. Rồi sao nữa, rồi giết nó, còn không nữa thì xua đuổi nó vào trong sa mạc, và trong đó thì phải chết vì đói. Và kể như là con chiên đó nó mang cái tội của cái người mà phạm tội. Và khi mà Gioan thấy Chúa Giêsu đến thì cũng trong cái suy nghĩ đó mà ông nói rõ ràng: Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Và đây là cái câu chúng ta lặp đi lặp lại trong từng thánh lễ, để mỗi thánh lễ chúng ta nhớ đến ý nghĩa của thánh lễ, đó là Chúa đã chết đền tội cho chúng ta, Chúa đã chết để gánh tội chúng ta. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta gánh tội cho nhau, bởi vì chúng ta là chi thể trong cùng một thân thể. Gánh tội cho nhau bằng những cái hy sinh, bằng những cái sự khổ mà ta chịu. Giả dụ như một người thân của chúng ta đang đau nặng, mà ta có thể chịu đau được cho người đó, thì có khi là vì tình yêu mà chúng ta chịu luôn.
vui mừng được chịu để cho người thân của ta được khỏe. Đó là cái sự mầu nhiệm của tình yêu. Và trong cái mầu nhiệm tình yêu đó, Chúa đã tình nguyện làm con chiên gánh tội trần gian. Và khi mà tình yêu Chúa đầy trong lòng chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ mau mắn, phấn khởi, hân hoan đón nhận những sự khó trong cuộc đời, để cùng với Chúa, để chia sẻ nỗi đau của Chúa và cùng với Chúa mà gánh tội của trần gian, trong đó có cả tội của chúng ta nữa. Lời Chúa ngày hôm nay cũng thật là thích hợp để nói về ơn gọi của chúng ta. Và người ta có một cái so sánh cũng thú vị. Các linh mục, các tu sĩ là những cái đò đưa khách qua sông. Và cái niềm vui của cái đò đưa khách qua sông đó là thấy người ta đã qua được sông, đến được nơi họ cần đến, họ muốn đến. Chứ còn không có khách nào ở lại trên cái đò hết. Không có cái đò nào mà giữ khách lại. Cám dỗ của chúng ta đó là giữ khách lại, là muốn mình có được một chút gì đó để gọi là trong lòng người ta. Và khi ta muốn mình có một chút gì đó trong lòng người ta, thì ta đã đi xa với cái tình yêu mà vì đó mà Chúa đã chết cho ta được sống. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy Chúa đến, và chúng ta cũng đến nhân danh Chúa và cùng với Chúa. Nhưng mà chúng ta sẽ xem thấy các con hãy coi tình yêu Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và khi chúng ta có tình yêu được như vậy, thì ta xứng đáng là con của Thiên Chúa. Và sự thật là thế. Và cái nghịch lý đó là vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Cái chuyện mà chúng ta đi phục vụ thì cũng giống như Chúa Giêsu ngày xưa cũng đi phục vụ và không được ai biết đến, và không mong được ai biết đến. Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá. Còn chúng ta giả dụ như có bị người ta không biết đến, hay thậm chí còn cư xử nó trái ngược với cái lòng biết ơn, thì đó là lúc chúng ta nên giống Chúa nhiều nhất. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta, đã gánh tội cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết quý trọng những đau khổ trong cuộc sống, những tình nguyện hy sinh mà chúng ta đảm nhận. Đó là lúc chúng ta đang cùng trở nên chiên Thiên Chúa, đang cùng vác thập giá với Chúa Giêsu để gánh tội cả thế gian và gánh tội của chính mình. Amen.